Sáng ngày 3 tháng 2, nhằm mùng 3 Tết, tại cửa biển Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, bà con Vạn Dài tổ chức lễ ra quân nghề cá. Tiếng hò reo rộn ràng khí thế của các ngư dân khi đoàn tàu hồ hởi vươn khơi, báo hiệu mùa biển an lành trong năm mới. Các bô lão đại diện cho cộng đồng ngư dân mặc áo dài khăn đóng khấn cầu, mong một năm mưa thuận gió hòa, lộc biển dồi dào về với ngư dân trong xã. Lễ ra quân nghề cá là hoạt động mang đậm nét truyền thống của bà con ngư dân địa phương, thể hiện tâm linh của nghề biển, giúp bà con yên tâm ra khơi bám biển khai thác, đánh bắt được nhiều tôm cá. Năm nay do dịch Covid-19 nên chính quyền địa phương các xã phường không tổ chức mà giao cho Vạn Chài tổ chức. Các phần hội văn nghệ, hát mã trạo, sắc bùa đều không tổ chức nhằm không tập trung đông người. Ngoài ra, chính quyền địa phương phát khẩu trang y tế cho người dân, khuyến cáo không tập trung đông người. Lễ hội ra quân nghề cá đã tiếp sức cho ngư dân có thêm động lực vươn khơi bám biển. Đồng thời qua lễ hội diễn ra sôi động, khí thế, báo hiệu mùa biển thuận lợi, sung túc của người con miền biển.